Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cây Thuốc Tự Nhiên. Xin chào mọi người. Trong video này, mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về những hình ảnh công dụng của một loại dược liệu rất là quý, đó là cây chè vàng. Chè vàng thì có nhiều loại, gồm có chè vàng trâu, chè vàng núi và chè vàng sẻ. Trong đó, chè vàng sẻ được nhiều người sử dụng và có tác dụng tốt nhất. Đây là hình ảnh của cây chè vàng sẻ mà mình mới thu hái về để mà phơi khô làm dược liệu nha quý vị. Cây chè vàng thì trong dân gian được sử dụng rất là nhiều, và tác dụng chính của cây chè vàng đó là giúp thanh lọc mát gan và hỗ trợ điều trị các chứng về viêm vú, áp xe vú, chữa viêm gan vàng da, chữa đau dạ dày. Là một bài thuốc được sử dụng để nhuận gan, mát gan, đào thải độc tố rất là tốt. Và đặc biệt, cây chè vàng rất là tốt cho phụ nữ sau sinh, nên nhiều chị em thường sử dụng sau sinh để có tác dụng rất là tốt cho phụ nữ. Và những công dụng chính mình xin chia sẻ như sau, quý vị và các bạn tham khảo. Và đầu tiên thì chúng ta hãy nhận dạng cây chè vàng. Cây chè vàng có lá hình gần hình tim nha quý vị. Và chè vàng sẻ thì lá nhỏ, thì trên đầu của các cành thì có hoa. Đây là một dạng hoa của cây chè vàng thì có màu trắng. Còn có một cây cũng giống cây chè vàng nhưng có hoa màu vàng, đó là cây lá ngón, rất là độc nha quý vị. Và cây lá ngón thì thường mọc ở các vùng núi cao Tây Bắc, còn ở miền Trung mình thì không có cây lá ngón, nên mọi người cần phải lưu ý tránh nhận dạng nhầm gây hậu quả đáng tiếc nha quý vị. Quý vị không có kinh nghiệm thì không nên tự đi hái, rất là nguy hiểm. Và nhận diện của nó thì trên video, và quý vị và bạn có thể tham khảo thêm những người có kinh nghiệm để mà sử dụng cho đúng nha quý vị. Cây chè vàng thì nó có hoa màu trắng rất là điển hình, nên có thể nhận biết và phân biệt. Thảo mộc dây leo rất là dài, có thể dài 5-6 mét nếu ở điều kiện tốt, bò lên cây đó quý vị. Và thường là phân cành ở các thân sẽ mọc ra các cái nhánh nhỏ và cứ thế lan thành một bụi rậm và thường bò lên dây leo nha quý vị. Đó là một loại dây leo có họ hàng nguồn gốc với cây hoa nhài, nên thoạt nhìn rất giống hoa nhài. Nhưng mà hoa của cây chè vàng là hoa màu trắng nhưng mà nhỏ hơn nha quý vị. Và sau khi hoa rụng đi thì sẽ kết quả quả bằng hạt bắp tròn và chín thì có màu đen, là thức ăn của các loài chim chóc. Cây phân tán bằng cách chim tha hạt và nhả rơi khắp nơi thì cây sẽ lên. Cây chè vàng thì mọc hoang ngoài tự nhiên, là cho tác dụng dược lý rất là tốt, có tác dụng an thần và giúp hỗ trợ tiêu hóa, ăn ngon ngủ yên, nên nhiều người cũng thường sử dụng. Cây thì có tính đắng, và hậu thì có ngọt nha quý vị. Uống quen thì nhiều người sẽ ghiền cái vị đắng ngọt của cây này. Cây chè vàng phân bố ở các khu vực Đông Nam Á, ở Trung Quốc, ở các vùng Nam Á, và ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều. Thì cây chè vàng sử dụng rất là tốt cho bệnh nhân tim mạch, duy trì, làm giảm cái nguy cơ tăng huyết áp, rồi các bệnh về tim mạch, rồi làm sạch mạch máu, lòng động mạch, giảm các cái mỡ xấu và làm giảm cái tình trạng rối loạn mỡ máu, nên mọi người có thể sử dụng rất là tốt. Liều lượng thì có thể sử dụng đến 30 gram lá khô để mà sắc uống trong ngày, chia làm nhiều lần uống thay trà. Nhiều người gọi là cây chè vàng là như thế, là có thể uống thay nước chè hàng ngày. Cây được nhiều công trình nghiên cứu rất là tốt cho phụ nữ sau sinh, giúp chống nhiễm khuẩn cho các sản phụ và cho kết quả rất là tốt, và được dân gian truyền miệng sử dụng rộng rãi cho người phụ nữ sau sinh, giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng, rồi giúp ăn ngon ngủ yên.
và tác dụng thải độc gan của cây này thì cũng cực kỳ tốt. Chè vàng giúp bảo vệ tế bào gan và giúp nhuận gan, mát gan, nên dân gian thường sử dụng để giải độc gan, tốt cho những người mà thường xuyên uống rượu bia, sử dụng nhiều thuốc tây, sử dụng nhiều kháng sinh trong thời gian dài thì cần phải được bảo vệ gan bằng các cái bài thuốc chữa gan, trong đó sử dụng cái cây chè vàng này. Và tiếp theo là công dụng về bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường thì là một cái bệnh mà làm rối loạn chuyển hóa đường trong máu, và cái cây này thì cũng có tác dụng hấp thu đường, cũng như rằng cái cây này có tác dụng ngăn chặn trong cái việc rối loạn đường huyết, hỗ trợ điều hòa đường huyết nên rất là tốt nha quý vị. Công dụng tiếp theo là hỗ trợ điều trị các cái bệnh, các cái chứng đau ở người bệnh gút. Thì trong cây chè vàng có tác dụng ngăn ngừa, hỗ trợ các cái chứng đau nhức ở các cái khớp trong cái điều trị bệnh gút rất là tốt nha quý vị. Nên chúng ta có thể sử dụng nó để làm thức uống, hỗ trợ điều trị các cái bệnh gút. Và cái công dụng mà nhiều người biết đến nha, như mình đã đề cập ở trên nhá, thì là tác dụng của chè vàng là lợi sữa và phòng chống nhiễm khuẩn sau sinh, nên được nhiều bà đẻ sử dụng. Thì nhân dân nhiều nơi tỉnh thành đã sử dụng cái lá chè vàng này phơi khô để nấu nước hàng ngày cho phụ nữ sau sinh uống, nhằm lợi sữa, ngăn ngừa nhiễm khuẩn sau sinh. Có nơi sử dụng để nấu nước tắm cho trẻ bị gãy lở rất là tốt. Thì cây này sử dụng liều lượng uống thì từ 20 đến 30 gram lá khô, và dùng ngoài thì không hạn chế liều lượng nha quý vị. Và công dụng tốt để hỗ trợ điều trị áp xe tuyến vú, thì cái cây này á, khi mà bị viêm tắc tia sữa, viêm tuyến vú áp xe, thì chúng ta có thể sử dụng cái cây này để mà uống để hỗ trợ điều trị, vì cây này có cái tính kháng khuẩn, một loại kháng sinh tự nhiên rất là tốt mà không gây hại cho cơ thể giống như là các cái loại thuốc Tây Y. Và một cái công dụng rất tốt cho phụ nữ nữa đó là điều hòa rối loạn kinh nguyệt, bế kinh. Chè vàng có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết tố và làm giảm cảm giác đau, căng thẳng trong quá trình kinh nguyệt, từ đó là giúp điều hòa kinh nguyệt và giảm các cái triệu chứng bế kinh rất là tốt. Công dụng nữa đó là công dụng kích thích tiêu hóa. Các cái dược liệu, các cái chất ở trong cái cây chè vàng này tác động lên cái cảm giác thèm ăn của hệ tiêu hóa, giúp kích thích nhu động ruột, giúp cho cơ thể tiêu hóa cải thiện hơn, tiêu hóa tốt thức ăn hơn và đẩy nhanh quá trình hấp thụ dinh dưỡng hơn. Nên giúp cho người uống cái cây chè vàng này cảm giác ăn ngon miệng hơn và tiêu hóa được tốt hơn. Và nhờ vào cái tác dụng mà giảm các cái mỡ có hại, điều hòa các cái rối loạn chuyển hóa mỡ, rối loạn mỡ máu, thì cái chè vàng này uống thường xuyên cũng kích thích hoạt động của tiêu hóa, nhờ đó cải thiện được cái cân nặng rồi giảm mỡ máu, nên có thể giảm cân, hạ mỡ xấu cho cơ thể rất là tốt đó. Nên cây chè vàng được sử dụng để hạ mỡ máu nha quý vị. Và chúng ta có thể sử dụng các cái bài thuốc sử dụng có cái vị chè vàng như sau. Bài thuốc chữa kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng thì chúng ta sử dụng các cái dược liệu gồm có chè vàng 20 gram, ít mão 16 gram, hy thi 16 gram, ngải cứu, bạch đồng nữ mỗi vị 8 gram, sắc với 500 ml nước, còn khoảng 300 ml, còn khoảng 300 ml nước uống, chia ra uống 3 lần trong ngày, thì mỗi lần 100 ml nha quý vị. Đó, bài thuốc chữa sưng vú vết thương thì chuẩn bị 30 gram chè vàng để sắc nước uống, cũng có thể giã cây tươi để đắp ngoài da rất là tốt. Lưu ý rằng là sử dụng ngoài da thì các bạn có thể rửa sơ qua muối nhạt, nước muối nhạt để cho nó loại sạch sạch vi khuẩn và bụi nha. Bài chữa áp xe vú là dùng lá chè vàng tươi giã nát và sử dụng riêng hoặc có thể trộn với cồn để mà đắp lên nơi áp xe, sử dụng là 3 lần mỗi ngày, đặc biệt là 2 lần vào mỗi buổi tối
thì tác dụng chữa áp xe vú rất là tốt. Về cái tác dụng mát gan vàng da, chữa vàng da thì chúng ta sử dụng 20 gram chè vàng ngái hương, rồi sau đó sắc thuốc uống trong ngày. Và chữa các bệnh về gan, làm nhuận gan, mát gan, giải độc gan thì chúng ta sử dụng chè vàng 12 gram, nhân trần 20 gram, gồm có chi tử, lá mua, vỏ của cây nút nát, rau má, lá bồ cu vẻ, vỏ đại, thanh bì, mỗi vị là 8 gram. Chúng ta sắc thành một cái thang thuốc uống để mà điều trị các chứng bệnh về gan, làm mát gan. Cái chè vàng này á, có thể sử dụng để điều trị các cái bệnh rất là tốt. Nhưng mà những ai không có nên sử dụng là những người mà có cái chứng huyết áp thấp là không nên sử dụng. Vì cái chè vàng sử dụng để đối với điều trị huyết áp cao, nên những người có huyết áp thấp thì không nên sử dụng nha quý vị. Và không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi hoặc là người có dị ứng với các thành phần của cây chè vàng thì sẽ không được sử dụng. Không sử dụng chè vàng khi mà mang thai, hoặc nên là phụ nữ mang thai không nên sử dụng cây chè vàng. Đây là chống chỉ định đối với phụ nữ có thai và trẻ em dưới 2 tuổi không nên sử dụng, và người có huyết áp thấp nha quý vị và các bạn. Về cách dùng thì chúng ta có thể sử dụng cây chè vàng tươi hoặc là khô, chúng ta đun nước hoặc là hãm uống như là trà. Và chúng ta nên uống khi bụng no, vì uống bụng đói sẽ gây còn cào. Các bạn có thể uống cùng với nước lọc hoặc là uống khi còn ấm, và kiên trì sử dụng hàng ngày để cải thiện sức khỏe tốt quý vị nha. Liều dùng thì có thể sử dụng từ 20 đến 30 gram hàng ngày dưới dạng thuốc sắc, nước uống. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi video trên kênh của mình. Mọi ý kiến quý vị và các bạn để lại ở phần bình luận video nha, hoặc là liên hệ qua số điện thoại trên màn hình của mình. Bây giờ mình xin nói lời chào và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau trên kênh YouTube Cây Thuốc Tự Nhiên. Xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn và gia đình luôn luôn gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Xin chào và xin được hẹn gặp lại trong những video sau.